Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một mùa hè hết sức cực đoan. Đông Nam Á phải hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội nhất trong hơn 200 năm qua. Ở miền Bắc nước ta, tình hình càng trở nên căng thẳng khi lượng điện tiêu thụ của người dân tăng vọt, vượt mức có thể cung cấp. Tình trạng thiếu điện dẫn đến việc phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân cũng như các doanh nghiệp, nhà máy. Chắc hẳn không ít người sẽ tự hỏi tại sao đến giờ này Việt Nam vẫn chưa phát triển điện hạt nhân. Phải chăng trình độ kỹ thuật của chúng ta còn chưa đủ để xây dựng và vận hành một dự án đòi hỏi hàm lượng chất xám cao như vậy? Hay còn lý do nào khác? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy đi tìm câu trả lời vì sao Việt Nam chưa có nhà máy điện hạt nhân. Chương trình phát triển điện hạt nhân được Việt Nam ấp ủ vào những năm 1970, nhưng tới giai đoạn 1996 đến 2009, loại năng lượng này mới được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tại thời điểm năm 2008, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã tính toán tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế được dự báo là từ 9 đến 10%, kéo theo nhu cầu điện tăng trưởng từ 17 đến 20%. Với nhu cầu cao như vậy, ngoài nhiệt điện, thủy điện đã có, cần một loại năng lượng mới đảm bảo tính ổn định và giá cả cạnh tranh. Đề xuất chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận được Chính phủ trình Quốc hội vào cuối năm 2009, với dự kiến xây dựng nhà máy điện Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại huyện Thuận Nam và Ninh Hải với công suất khoảng 4.000 MW. Tổng đầu tư dự kiến ban đầu là khoảng 200.000 tỷ đồng. Việc nghiên cứu địa điểm đặt nhà máy điện hạt nhân cũng được các bên tham gia xem xét rất kỹ lưỡng. Từ nhiều vị trí nghiên cứu khảo sát ban đầu, hai vị trí tại Ninh Thuận được chốt là nơi đặt hai nhà máy điện hạt nhân. Đây là địa điểm sau khi nghiên cứu được đánh giá là tiềm năng, an toàn và khó có khả năng lựa chọn địa điểm khác tốt hơn, bởi hai đầu đất nước và giải miền Trung có quá nhiều thành phố lớn tập trung đông dân cư. Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ được giao là người chuẩn bị nguồn chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu về công nghệ an toàn điện hạt nhân. Gần 100 người được Viện Năng lượng Nguyên tử cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài thông qua xin học bổng sang Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Ngoài nhóm này, còn khoảng 450 sinh viên, kỹ sư đi học ở Nga và Nhật Bản theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Điện lực ở Hà Nội khi đó cũng mở thêm khoa điện hạt nhân. Về công nghệ, dự án Việt Nam định triển khai ở giai đoạn đó đã tính toán sẽ đáp ứng các yêu cầu an toàn sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản. Trong đó, phần sự cố nặng cần được quan tâm và xem xét đến trong thiết kế lò được lựa chọn. Khi đó, thế giới đang tập trung vào một số công nghệ điện hạt nhân chính như nước nhẹ LWR hoặc nước nặng tiên tiến ở thế hệ 3+. Với Việt Nam, Viện Năng lượng Nguyên tử đề xuất xây lò tiên tiến của Nga là AES-2006-V491 cho dự án Ninh Thuận 1 và lò AP1000 Westinghouse công nghệ Mỹ cho dự án Ninh Thuận 2. Đây là các thiết kế mới đảm bảo nhiều tiêu chí an toàn hậu sự cố Fukushima. Công nghệ lò 3+ đang được ứng dụng tại 51 lò của các nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng trên thế giới hiện nay. Sau 7 năm chuẩn bị thì đột nhiên đến tháng 11 năm 2016, Quốc hội quyết định dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Giải thích về việc dừng dự án khi đó, Chính phủ cho biết không phải do vấn đề công nghệ, an toàn mà điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam có nhiều thay đổi so với lúc quyết định dự án. Khi đó, Việt Nam cần nguồn vốn lớn để đầu tư các cơ sở hạ tầng, các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế và xã hội. Bối cảnh khi Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội dự án điện hạt nhân thì dự kiến tốc độ tăng trưởng rất cao, nhưng đến cuối năm 2016, đà tăng trưởng này thấp hơn rất nhiều, chỉ từ 6 đến 7% một năm. Tăng trưởng điện theo tính toán cũng giảm một nửa vào năm 2020. Một lý do nữa là quan ngại về nợ công sẽ vượt trần nếu phải vay thêm để làm dự án này. Tới trước khi quyết định dừng đã được đưa ra, đã có 7 dự án thành phần do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đầu tư, số vốn trên 2.300 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu, khả thi, hệ thống cấp điện và hạ tầng phục vụ thi công, khảo sát thiết kế, di dân tái định cư, đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phụ trợ cũng đã được triển khai. Một yếu tố quan trọng không kém có thể cản trở tham vọng điện hạt nhân của Việt Nam là nhận thức tiêu cực về năng lượng hạt nhân trong cộng đồng, đặc biệt là sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011. Năm 2017, khi giải thích về quyết định tạm gác dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Việt Nam,
nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thừa nhận rằng sự cố ở Fukushima đã gây lo ngại cho người dân địa phương, dẫn đến việc phản đối dự án. Trên thực tế, không chỉ người dân Ninh Thuận lo lắng, người dân ở các địa phương khác, nơi nhà máy điện hạt nhân được quy hoạch, cũng chia sẻ lo ngại tương tự. Vì vậy, nếu chính phủ Việt Nam quyết định theo đuổi dự án này, căng thẳng chính trị xã hội có thể tăng lên, gây thêm nhiều thách thức cho nỗ lực phát triển điện hạt nhân của Việt Nam. Sau khi dừng dự án điện hạt nhân, chính phủ chấp thuận loạt chủ trương để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển. Một trong số đó là phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, đầu tư dự án thủy điện Bắc Ái, tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng Cà Ná với quy mô phù hợp. Ninh Thuận tiếp tục được hưởng các quy chế ưu đãi phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, người dân vùng quy hoạch dự án điện hạt nhân vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn khi đề án ổn định sản xuất, phát triển khu dân cư vẫn chưa được phê duyệt. Nhiều quan điểm lo lắng khi người dân tại đây bị hạn chế quyền sử dụng đất, không được mua bán, chuyển nhượng hay thế chấp để vay vốn sản xuất. Thậm chí có trường hợp chủ sử dụng đất đã già yếu qua đời nhưng không thể sang tên cho tặng thừa kế cho thế hệ sau. Một số đại biểu quốc hội thậm chí đã đưa ra quan điểm nên xóa bỏ dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, trả đất cũng như các quyền lợi cho bà con. Tuy nhiên, với tình trạng khó khăn trong việc cung ứng điện của EVN hiện nay, rất có thể dự án điện hạt nhân sẽ chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Vị trí quy hoạch dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được chính phủ điều chỉnh sang phát triển năng lượng tái tạo. Trong khi đó, khu vực nhà máy điện Ninh Thuận 2 được giữ nguyên trạng sử dụng đất, tức là hiện quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận theo các quyết định của Bộ Công Thương vẫn còn hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, ngoài 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có điện hạt nhân, thì hiện nay 72 nước trên thế giới có chủ trương phát triển điện hạt nhân. Trong đó có 12 nước dự kiến sẽ có nhà máy điện đưa vào vận hành vào năm 2035. Các cường quốc kinh tế trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Đức đều sử dụng điện hạt nhân và tiếp tục việc đẩy mạnh sử dụng loại năng lượng này. Đức có chủ trương đóng cửa một số nhà máy điện hạt nhân, nhưng lại nhập khẩu điện hạt nhân từ Pháp. Nếu loại năng lượng này không đáng tin cậy, chắc chắn các đầu tàu kinh tế thế giới sẽ loại bỏ đầu tiên, chứ không đợi đến những nước đang phát triển như chúng ta. Bên cạnh tiếp tục phát triển các nhà máy điện hạt nhân nước nhẹ, tiên tiến, công suất lớn, thế hệ thứ 3 cộng đã được kiểm chứng đáp ứng các nhu cầu năng lượng tái tạo, nhiều nước đang xem xét phương hướng khác là phát triển các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ và trung bình. Các nhà máy điện hạt nhân nhỏ và trung bình này sẽ thay thế cho các nhà máy điện than phải đóng cửa vì ô nhiễm môi trường trong tương lai. Với lịch sử gần 70 năm phát triển điện hạt nhân, chỉ có 2 tai nạn gây chết người và ảnh hưởng đến môi trường là tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Fukushima. Tai nạn tại nhà máy Chernobyl xảy ra với công nghệ không được thương mại, chỉ sử dụng ở Liên Xô cũ, không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và sự vi phạm trong quy phạm vận hành. Còn tại Fukushima là do lò công nghệ thứ 2 cũ chưa tính toán đến các yếu tố cực đoan của môi trường, mà cụ thể ở đây là động đất và sóng thần. Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở gần tâm chấn động đất hơn thì lại không bị ảnh hưởng gì vì nó là công nghệ thứ 3. Sau mỗi lần tai nạn hạt nhân như vậy, cộng đồng hạt nhân quốc tế mà đại diện là IAEA lại phải nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn hơn để làm sao cho điện hạt nhân ngày càng an toàn. Với nước ta, nguồn năng lượng hóa thạch nội địa hạn chế, thủy điện thì gần như đã khai thác hết tiềm năng. Điện năng lượng tái tạo cũng không phải rẻ. Theo đánh giá so sánh giữa điện mặt trời và điện hạt nhân ở nhiều nước, ngoài ra điện gió và điện mặt trời cũng bộc lộ nhiều yếu điểm khi hòa vào lưới điện quốc gia. Việc tạm thời nói không với điện hạt nhân là bước tiến hay bước lùi sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định, và các quyết định này chắc chắn sẽ có tác động rất lớn tới sự phát triển của kinh tế cũng như đời sống của nhân dân. Sẽ không ai mong muốn các thảm họa hạt nhân đến với đất nước của mình, và chắc chắn cũng không ai mong muốn sống trong một mùa hè nóng bức mà lại phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Chương trình ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.